Wow, mình rất là thích kẹo dẻo. Ôi, tớ sẽ không từ chối món mì ngon đâu. Tớ là người xinh đẹp nhất, vì vậy tớ sẽ nhận được món mì đắt tiền nhất. Tất nhiên, nó không thể là khác được. Tớ sẽ là người bắt đầu nhé. Ôi, đây là vàng thật mà. Nhưng mà ăn nó làm sao được? Tốt hơn tớ nên chăm chỉ gọi tạo mẫu cho mình. Ừ, đúng rồi. Tết! Xin chào thân yêu của tớ. Bây giờ với sự giúp đỡ của bạn, những sợi dây chuyền vàng này tớ sẽ biến thành một công chúa. Hãy sẵn sàng đi. Ê mà, cậu thực sự là người tuyệt vời nhất. Hay quá, chúng ta không cần cái hộp nữa đâu. Cảm ơn Tết nhá. Hôn nào. Ôi, ôi, tớ đẹp lắm sao? Ồ, ôi, từ sợi mì nào cũng có thể làm ra phụ kiện xinh xắn mà. Ngay từ cả mứt cam luôn. Sao, cậu có thích không? Ôi, thì như trông rất là tệ. Ôi, bà không hiểu gì cả. Đây không chỉ là những trang sức tuyệt đẹp mà còn rất là ngon luôn ý. Ôi, thật là buồn khi nó quá ít. Nhưng mà tớ đang no rồi. Nhầm nhầm nhầm, tuyệt quá. Hết rồi. Betty, đấy là cậu rồi. Ôi, tất nhiên là tớ yêu mì, nhưng ăn khô thì không hay chút nào. Tớ nghĩ tớ cần một ít diêm. Để làm gì? Trời ạ, đừng đốt chúng tớ ở đây nhá. Thôi không sao, mọi thứ sẽ trở nên tuyệt đẹp. Tớ có một kế hoạch. Náo lửa. Yeah, nó hoạt động rồi. Đây là nước tớ cần đây. Ôi, tớ thật là thông minh. Hãy nhìn xem. Bây giờ mì có thể ăn được rồi. Ôi, sao các bạn buồn vậy? Trời ạ, nghĩ thử xem. Xin lỗi, nhưng bây giờ tớ có một hộp mì rất là ngon để ăn. Ôi, ngon quá. Trời ạ, bánh mì cháy sao? Thật là kinh khủng. Ôi, tớ không thường ăn những món rẻ tiền như vậy đâu. Còn tớ thì chưa bao giờ được ăn đồ ăn đắt tiền như vậy. Wow, thật là tuyệt vời. Ghê quá. Có vẻ như tất cả mọi người đều may mắn trừ tớ. Tớ sẽ không ăn cái thứ này. Đừng, cậu không được vứt nó đi đâu. Ăn nó nhanh lên. Ôi, phải ăn thật rồi. Ôi, thật là kinh khủng. Ôi, tớ không dễ dàng đâu. Trời ạ, kinh quá đi mất. Ghê thế. Thôi được rồi. Emma, bây giờ tớ là cậu rồi đấy. Ôi, tớ không biết ăn đồ rẻ là như thế nào nhờ. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu. Các bạn biết sao không? Không tệ chút nào. Nhưng mà vẫn phải lau mồm nhớ. Oh wow. Trời ạ, tớ cũng không phiền nếu mà lấy khăn của cậu đâu. Có bao nhiêu là tiền này? Ngon quá, thật là tuyệt vời. Ồ, cái này của tớ rất là ngon, tớ rất ngạc nhiên. Bây giờ tớ sẵn sàng rồi. Trông thật là thảm hại. Ồ, nhưng mà Emma bây giờ có một cái bụng bự rồi. Ôi không, thật là kinh khủng. Phải làm cái gì đó bây giờ. Huấn luyện viên của tớ đâu? Ted, cứu đi. Ồ, một cái gì đó khẩn cấp cần phải làm được ngay bây giờ. Nào, đi thôi, ngay lập tức. Đi. Emma, đừng ngốc. Chạy đi nhanh lên. Nhanh lên, cậu có thể được. Nào, chạy đi, chạy đi. Thêm một chút nữa. Thêm một chút nữa. Nào, bây giờ phải làm tiếp thôi. Nào, cố lên, bạn làm được. Làm đi nào. Nào, chạy đi, nhanh lên. Ôi,
Trông thật thế nào? Ôi, như triệu đô luôn. Cảm ơn Tết, đây là phí của cậu. Đến lúc tớ phải quay lại thử thách rồi. Các bạn, tớ lại trở về hình dáng rồi. Betty, cậu chờ gì nữa? Ăn đi nào. Ôi, tớ chưa bao giờ ăn bánh mì kẹp đắt tiền với giấy như thế này, cả thỏi vàng nữa chứ. Ôi, điên mất. Ngay cả tớ cũng không đủ khả năng để xử lý chống tiền bạc này. Ôi, ngon quá. Ôi, tớ cũng không thể ăn được như vậy đâu. Ôi, tiền ngon quá, tớ đã không nghĩ như vậy đâu. Ôi, thật là không thể tin được. Ôi, ngon quá. Ôi, vẫn còn này, và còn kim cương. Ai, răng của tớ đau quá. Trời ạ, không ăn đâu. Nhưng mà tớ đã vui, rất là ngon luôn. Ôi, bây giờ tớ có thể tạo ra tiền thật rồi này. Tuyệt quá. Ôi, một cô gái tuyệt vời, một lon Nutella tuyệt vời. Hay đấy. Tớ cũng có Nutella rất là ngon. Tớ vui. Tuyệt. Tớ nhận được hộp sô-cô-la thông thường, nhưng mà tớ rất thích, nó rất là ngon. Nhưng mà tất nhiên Emma có một lọ rất là lớn. Hóa ra là tớ không may mắn một chút nào sao? Nhưng mà cậu sẽ là người ăn đầu tiên. Chính xác. Ê, tại sao hầu như không còn cái gì nữa thế này? Ừ, cậu xui xẻo rồi. Ê, tại sao lại như vậy? Tớ có thể nhận được một hũ sô-cô-la, điều này cũng rất là tuyệt vời mà. Ôi, vừa lắc một chút nào và tớ sẽ có sữa sô-cô-la tuyệt vời. Hãy nhìn vào hỏi đi. Ôi, sô-cô-la thật là tuyệt vời. Ôi, thật là tiếc vì rất là ít, nhưng mà nó rất là tuyệt luôn. Mary, bây giờ tới lượt cậu rồi. Bắt đầu đi cậu. Thôi được rồi. Ôi, nhìn sô-cô-la của tớ trông tươi sáng làm sao. Tớ hy vọng nó cũng sẽ rất là vui. Ôi, đúng rồi, đẹp thế. Ôi, tớ quá là vui luôn. Ôi, tớ muốn ăn hết tất cả mọi thứ cùng một lúc luôn. Ngon thế. Tớ không thể nào mà dừng lại được. Ôi không. Trời ơi, hình như tay tớ bị kẹt rồi. Các bạn cứu tớ với, cứu tớ. À, tớ có một ý kiến này. Bà nội tớ nói xà phòng dễ giúp với những trường hợp như thế này. Nào. Ơi, đấy, xong rồi. Ôi, bạn đã đúng. Ừ. Nhưng mà bây giờ tay tớ toàn mùi xà phòng. Thôi được rồi, Emma, đấy là cậu ăn Nutella rồi đấy. Ồ, nhưng mà cái lon này nặng quá. Làm sao bây giờ nhỉ? Chính xác. Tớ cần sự giúp đỡ. Austin, cậu đâu rồi? Xin chào Emma, bạn cần tớ nâng lon lên sao? Đúng, ngay vào miệng tớ nhé. Và đổ thẳng vào đây này. Sẽ được thực hiện thôi. Ôi, nó ngon làm sao. Yeah, baby. Ôi, cậu ấy đẹp trai làm sao. Các bạn xin chào. Dừng lại, đủ rồi. Austin, đủ rồi. Austin, nhìn xuống đi. Ôi, ôi. Ôi, cô em à, xin lỗi, xin lỗi. Tớ bây giờ. Và tớ trả tiền cho cậu làm gì. Trời ạ, đồ lười biếng. Tớ nghĩ tớ nên bắt đầu với tư cách là người đẹp nhất cho chúng ta. Tớ không hiểu đây là cái gì. Một cốc nước sao? Đây là trò đùa phải không? Tớ nghĩ phải xem xét kỹ hơn đấy. Các bạn ơi, tớ nghĩ tớ biết rồi. Cần phải lấy một tép trà để pha nó. Đây, trong tớ có cái túi này. Thật tiếc là khi chia tay với nó, nhưng không sao, hãy cố gắng lên. Tép trà sao? Chưa bao giờ tớ thấy bất cứ thứ gì giống như này. Người nghèo có thực sự sử dụng cái này không? Thôi được rồi, để xem điều gì xảy ra nhé. Có vẻ như nước đang chuyển sang màu nâu. Đáng để thử đấy. Hương vị cũng bình thường. Tớ không thích.
Tớ sẽ không bao giờ uống trà cho người nghèo nữa. Tớ sẽ làm điều này lần đầu tiên và lần cuối cùng. Thật là kinh tởm. Ôi, vị thiệt là kinh khủng. Tớ phải vứt cái này đi mới được. Ôi không, không cần. Có thể sử dụng thêm một lần nữa mà. Ôi, thật là một cơn ác mộng. Tớ sẽ không bao giờ khom lưng đến mức đó đâu. Tớ chỉ tiết kiệm thôi mà. Mở phần của cậu đi, Bella. Wow, rất nhiều nước ngọt. Tớ thậm chí còn không biết tên bắt đầu từ đâu. Dù sao, tớ nghĩ sẽ cầm một cái ống hút để uống. Coca anh đào, thật là bất thường. Nhìn này, lưỡi của tớ chuyển thành màu khác rồi, tuyệt phải không? Bây giờ tớ sẽ thử một cái màu khác đây. Đây là một cầu vồng thực sự. Nó thậm chí còn nâng cao tinh thần của tớ. Tớ tự hỏi điều gì sẽ trở thành cái lưỡi của tớ bây giờ nhỉ? Tớ thấy bình thường mà. Tớ nghĩ thì trông rất là ngầu. Cảm ơn Emma, cậu biết gì không? Tớ nghĩ điều này nên thay bộ quần áo của tớ. Tớ phải chọn một cái gì đó phù hợp mới được. Tớ sẽ nhờ đến sự trợ giúp của nhà tạo mẫu của tớ. Đừng lo Bella, bây giờ chúng ta chắc chắn sẽ chọn một cái gì đó cho cậu. Tớ cần một cái bộ trang phục thật là sáng sủa. Nào, ông anh rất bình thường. Chúng tôi sẽ tìm một cái gì đó thú vị hơn. Đây, hãy thử cái này đi. Trong thời gian đó tớ sẽ làm tóc cho bạn. Wow, Bella, tớ thích cách suy nghĩ của cậu đấy. Đấy, bây giờ vấn đề khác rồi. Tớ rất vui khi mừng được thay đổi diện mạo của mình. Cảm ơn. Tạm biệt người đẹp. Emma, còn cậu nữa thôi, mở nắp ra đi. Tớ không hiểu, tại sao lại có nhiều cốc đến như vậy? Tớ phải làm gì với chúng bây giờ? Xin chào quý cô. Hãy để tôi chăm sóc bạn nhé. Đây là thức uống siêu tầm. Cái gì vậy? Thật là không công bằng, nó đáng dễ là của tớ chứ. Đây là một sai lầm gì đó. Wow, đẹp thật đấy. Và nhìn nó lung linh làm sao. Ôi, thức uống này đáng giá cả một bằng gia tài đấy. Ừ, đúng rồi. Cái này phải là của tớ. Rót cho mình với, tớ sẽ trả tiền. Xin lỗi, nhưng chai này hết rồi. Thật không may, tôi không thể giúp được bạn. Được rồi. Người nghèo này vẫn sẽ không thể đánh giá cao hương vị của một thức uống đắt tiền như vậy đâu. Đừng vội kết luận sơ gì. Tất nhiên tớ không phải là một người sang chảnh, nhưng tớ biết rất nhiều về ẩm thực đấy. Emma không được lấy ly từ dưới. Ôi, tớ không nghĩ rằng kim tự tháp có thể sụp đổ dễ dàng như vậy. Ngon thật đấy. Tớ rất thích. Cậu muốn thử không? Tớ cho bạn uống đấy. Cảm ơn. Ôi, mùi vị này thật là tuyệt vời. Còn tớ không thích. Các tiểu thư, đã đến lúc chúng ta tiếp tục rồi. Tớ nghĩ chúng ta không nên vội vàng như vậy. Trời ơi, cá này hôi quá đi mất. Tớ sẽ chết ngạt ngay bây giờ. Có ai phải ăn cái này sao? Tớ sẽ không dám đâu, nhưng cậu chắc chắn sẽ phải thử nó rồi. Cậu tốt lắm Suzy. Ôi không, xin lỗi, tớ không thể. Phục vụ, ra đây nào, ra đây. Tớ cần sự giúp đỡ. Ăn cá này đi. Hình như nó bị thối rồi sao ấy. Nhưng nếu bạn yêu cầu thì tất nhiên rồi, tớ không thể từ chối cậu. Tớ sẽ cố gắng làm mọi thứ theo cách tốt nhất có thể, càng sớm càng tốt. Ôi, hình như trong cá này vẫn rất ngon mà. Tớ sẽ không từ chối đâu. Ồ, cậu làm tốt lắm. Hoàn hô, bravo. Tớ biết cậu có thể làm được mà. Cảm ơn. Thú nhận nó không phải rất dễ dàng. Xứng đáng giải thưởng. Bây giờ cậu có thể đi. Lưu manh lắm Bella, tốt lắm. Bây giờ hãy xem cách cậu ăn món của mình như nào nhé. Dao và nước sốt. Điều này có nghĩa là gì? Xin vui lòng, cá của bạn ở đây. Cảm ơn, nó trông rất là ngon miệng đấy. Các công cụ rất hợp với tớ. Đã đến lúc phải thử món ăn thần thánh này rồi. Rất là dễ cắt luôn. Đầu bếp đã làm hết sức mình. Cá hóa ra rất là mềm. Đây là những gì tớ gọi là ẩm thực cao. Xin lỗi nhưng tớ không thể kiềm chế mình được. Tớ muốn ăn tất cả những thứ này càng sớm càng tốt. Tớ gần như quên mất nước sốt rồi. Ôi, tuyệt quá, tuyệt quá. Trời ạ, không ngờ điều này từ bạn ấy đấy. Suzy, cậu đang làm tớ sợ. Tớ chỉ rất thích ăn thôi. Nếu bạn thử lỗi, tớ sẽ mang bát đĩa bẩn đi. Tớ không có ý kiến luôn. Emma, mở món của cậu đi. Đây có thể gọi là món ăn bể cá sao? Tớ nên làm gì với nó? Tớ không muốn ăn cá sống đâu. Đó là quy tắc mà. Tớ có một ý tưởng hay hơn. Nhưng bạn sẽ không cần biết về nó đâu. Tớ sẽ ăn con cá này ngay bây giờ nếu cậu nhất quyết như vậy.
Ôi trời ơi, tớ sợ nhìn điều này quá. Con cá tội nghiệp, nó không xứng đáng như vậy đâu. Ôi, cuối cùng họ cũng không nhìn. Bây giờ tớ phải cứu con cá này mới được. Vậy là xong, như này tuyệt vời. Bây giờ giấu đi để họ nghĩ rằng tớ đã ăn xong rồi. Nhìn kìa, cậu ấy thực sự đã làm được. Ừ, nó rất là ngon. Đồ sát thủ. Tớ không hiểu gì cả, thức ăn của chúng ta đâu rồi? Thật không đúng đắn khi bắt chúng ta phải đợi lâu như vậy. Xin chào, đây là ai vậy? Thành thật mà nói Bella, tớ thực sự rất thích cậu. Tớ muốn cầu hôn. Hãy cầm lấy chiếc nhẫn này đi. Ôi, thật là bất ngờ. Tớ thậm chí không biết phải trả lời gì luôn. Chiếc nhẫn này trông thật là tuyệt. Ôi, ngốc lắm bạn. Nó không phải là kim cương, đó là kẹo mút bình thường. Bạn chỉ ghen tị với tớ thôi Suzy. Emma, cậu nghĩ sao? Tuyệt vời, tớ chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như nó. Wow, nó có mùi thơm thế. Có vẻ như thực sự là kẹo mút rồi. Tớ đã nói rồi mà. Nhìn kìa Bella. Nhìn kìa. Bạn đang làm gì vậy Emma? Tại sao bạn lại liếm chiếc nhẫn của tớ? Bởi vì nó rất là ngon. Đấy, bây giờ tớ phải vứt nó thôi. Tất cả đều là những miếng của cậu. Phủ. Tại sao lại như vậy Bella? Tớ đang nghĩ rằng chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nhưng cậu đã làm tan nát trái tim tớ. Tớ xin đấy, đừng đi. Có vẻ như ai đó đang có một mớ lộn xộn trong cuộc sống cá nhân của mình. Chắc chắn rồi. Xin chào em, cuối cùng anh tìm đến rồi. Ê, đi ra chỗ khác đi, đừng chạm vào tớ. Sự gì rõ ràng không may mắn với người hâm mộ rồi. Tớ muốn tặng cho một chiếc nhẫn như biểu tượng tình yêu với kiểu cho mình. Và tất nhiên là cả hoa nữa. Nhưng đây không phải là chiếc nhẫn. Cậu vừa làm bẩn ngón tay tớ bằng một chiếc bút dạ. Bỏ những bông hoa ngu ngốc ngoài đi. Xin lỗi, tớ cần sự giúp đỡ cậu. Đồ hành ấy đi đi. Nhưng tình yêu của chúng ta thì sao? Cuối cùng tớ cũng có thể thoát khỏi anh ta rồi. Những người quyến rũ thú nhận. Ai là Emma? Tớ phải gặp công chúa của tớ ngay bây giờ. Chắc anh ấy đang nói sai và định nói Bella. Không không, tớ cần Emma. Và chỉ có Emma thôi. Đây cô ấy đây rồi. Nữ thần của tớ. Tớ sao? Đây là trò đùa sao? Không thể được. Tớ luôn biết rằng tớ sẽ kết hôn với một hoàng tử mà. Tớ tặng cho bạn một chiếc nhẫn kim cương. Hãy thử đi, ngay bây giờ. Ôi tất nhiên rồi, tớ đồng ý. Wow, chiếc nhẫn này lấp lánh quá, các bạn nhìn kìa, đáng giá cả một gia tài đấy. Đây rõ ràng là một sai lầm, hoàng tử không thể chọn một hỗn độn này được. Đưa tớ chiếc nhẫn đây, đưa đây. Cậu không biết cư xử với đồ đắt tiền, đưa đây. Tớ sẽ lấy. Chiếc nhẫn của tớ đâu rồi? Ôi, một bầu trời đêm sao đẹp lết. Có vẻ như chúng ta đã đi quá đà một chút rồi. Bỏ chiếc nhẫn này đi. Nhẫn của tớ. Tớ đã nghĩ rằng tớ đã mất nó mãi mãi. Phải đeo nó ngay lập tức thôi. Trời ơi, nó đẹp lắm sao. Ôi, đài phun nước vàng. Điều gì có thể đẹp hơn nữa chứ. Ồ, trông nó đẹp thật đấy. Đài phun sô-cô-la của tớ cũng khá là tốt. Chắc chắn rồi. Rất khó để đài phun nước của tớ có thể cạnh tranh với đài phun của các bạn. Nó rất là khiêm tốn. Tất nhiên rồi, nó được làm từ bìa cứng. Tớ nghĩ chúng ta nên bắt đầu thôi. Nghĩ ra cái gì bây giờ nhỉ? Tớ biết rồi, tớ mua một chiếc ốp điện thoại vàng trong thời gian dài. Và đến lúc biến ước mơ của mình thành hiện thực rồi. Ôi, thật là đẹp. Ồ, nó hiệu quả thật à? Tất nhiên rồi, bây giờ tớ sẽ có một chiếc điện thoại vàng xịn. Siêu quá, tớ muốn giữ nó trong tay ít nhất một lần trong đời. Ôi, vàng tất nhiên là đẹp, nhưng sô-cô-la còn tốt hơn nhiều. Và tất cả có thể ăn được. Nhìn nó chảy ra và hấp dẫn làm sao. Ngon thật đấy. Hay quá, tớ cũng muốn thủ. Ôi, chuyện gì đã xảy ra với đài phun của tớ vậy? Xin chúc mừng, bạn bị hỏng rồi. Ôi, hoàn toàn quên mất nó được làm bằng bìa cứng. Tớ sẽ cố gắng phục hồi nó lại vậy. Tất cả thật là vô nghĩa. Chỉ cần chấp nhận cậu sẽ không nhận được sô-cô-la thôi. Nhưng tớ cho phép cậu xem tớ ăn. Tớ có một ý tưởng tốt hơn đấy. Với ông hút, tớ có thể nếm thử sô-cô-la từ đài phun của Bella. Ôi, không có gì tốt hơn sô-cô-la trên thế giới. Nhưng biến đâu hết rồi. Sự gì, đây là cậu làm phải không? Không, tớ có đài phun riêng của mình mà. Đó là Emma. Chính xác, cậu ấy có sô-cô-la trên khắp mặt kìa. Đừng giận Bella, tớ chỉ thực sự muốn đồ ngọt thôi.
Đây không phải lý do để ăn sô-cô-la của người khác. Tôi sẽ không làm điều đó nữa. Ôi, nhưng mà nó rất là xứng đáng mà. Ngon thật đấy. Tuyệt vời, tớ đã ghi lại rồi. Bây giờ tớ có thể đăng lên mạng. Các bạn thật là vui. Thật là buồn cười. Cái gì đấy? Nó giống như chiếc bánh quy, nhưng trông rất là lạ. Ôi, trông ngọt ngào, tớ rất thích. Tết, bạn đang gấp rút mọi thứ. Hãy lấy thẻ trước đi. Được rồi, cậu nói gì cũng được. Chỉ cần đừng đánh tớ nữa. Đấy, tớ phải cắt bánh bằng tay không rồi. Kẻ thua cuộc. Chúng tớ thì may mắn. Ôi, các bạn thật độc ác. Mà thôi, tớ vẫn sẽ làm được. Có vẻ như chúng ta phải nhanh chóng thôi. Không được để mất phút nào. Thật là tốt, tớ có thể dùng hai tay. Như này sẽ diễn ra nhanh hơn. Chắc chắn rồi, tớ không thể làm bất cứ điều gì với một tay. Có lẽ gặm nhấm thì sao? Đừng nghĩ tớ sẽ bỏ cuộc, Suzy. Nhân tiện, nó rất là ngon. Nhưng tớ làm gì bây giờ? Có vẻ như chỉ có một lối thoát. Cần phải dùng trán của mình. Nhưng mà nó rất đau. Nhưng mà nó có tác dụng. Tuyệt quá, tớ có cơ hội để giành chiến thắng rồi. Trời ạ, Lucy không thể dừng lại được. Sẽ phải dùng mọi nỗ lực để theo kịp thôi. Ôi không, bánh cookie của tớ bị hỏng rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Tớ không thích cái này, đủ rồi. Đấy, lần này ngay cả hai tay của tớ không cứu được. Tớ thật là kẻ có thua cuộc. Ôi, tớ không muốn ở chỗ Suzy đâu. Lucy, bắt tay vào công việc đi. Thôi được rồi, tớ cũng thua rồi. Không cần phải vội vàng như vậy. Bây giờ sẽ bắt đầu, tớ sẽ che đầu của mình. Ôi, ướt quá. Cảm giác thật là kinh khủng. Chỉ còn lại tớ. Không thể từ bỏ được rồi, nếu không mọi thứ sẽ kết thúc không tốt đẹp. Ôi, hết giờ rồi. Tuyệt, tớ đã xong, tớ đã chiến thắng. Thật là không công bằng. Bạn chỉ may mắn thôi. Ê, đừng tức giận gì. Khoai tây chiên và nước sốt thật là tuyệt vời. Cuối cùng có thể ăn đúng cách. Thẻ này là của tớ. Thôi được rồi. Hai tay, tuyệt, tớ rất vui vì đã nhận được nó. Một tay không tệ, nhưng mà có thể tốt hơn. Tớ không may mắn nhất trong tất cả. Đừng có phần nào nữa Tết. Tớ đề nghị, cậu bắt đầu. Tớ đã sẵn sàng, nóng lòng muốn thử món khoai tây chiên của mình. Ôi không, trời ạ, đây là tương ớt. Điều này sẽ kết thúc rất là tệ. Tớ biết có một cái bẫy ở đâu rồi. Ôi, tớ ghét cay. Tớ phản ứng mạnh với nó. Tớ có cơ quan rất là nhạy cảm. Có vẻ như mọi thứ vẫn ổn cho đến bây giờ. Trên thực tế, miệng của bạn đang lên khói kìa. Còn bây giờ cả tai nữa. Đây là cảm giác không tốt. Chúng ta cần phải đóng chúng ngay lập tức. Như này tốt hơn rồi đấy. Thành thật mà nói, trông không được tốt lắm. Tớ sợ phải tưởng tượng điều gì xảy ra với chúng ta. Có lẽ mọi thứ không đáng sợ như vậy đâu Suzy. Tớ sẵn sàng để thử nước sốt này rồi. Điều chính là nhỏ giọt khá một chút. Như này, xong. Bà nghĩ thế là đủ sao? Cần phải thêm. Đấy, bây giờ thì chúc bạn ngon miệng nhé. Bạn đã làm mọi thứ tội hơn rồi. Trời ạ, đầu tớ sẽ nổ tung mất. Được rồi, không sao. Hãy chúc tớ may mắn đi. Tớ tưởng tượng điều đó thật kinh tởm lắm sao. Hãy mạnh mẽ lên. Đấy, tớ bắt đầu thấy nóng rồi. Ôi không, bây giờ sẽ có lửa. Cứu tớ với. Tớ đang cháy. Trời ơi, thật là kinh khủng. Ôi, ma thật đấy. Đừng dừng lại. Ê, thôi dừng lại đi. Trời ạ, tóc tớ hỏng mất rồi, dừng lại đi. Ôi, trở nên dễ dàng hơn rồi. Cậu đang nghĩ gì vậy? Bây giờ đến lượt cậu. Ôi, không thể phủ nhận điều này. Tớ muốn trì hoãn thời điểm vào lúc... Nhưng mà, đến lúc rồi. Cảm giác thế nào? Rất ngon, tớ rất thích khoai tây. Nhưng cậu hoàn toàn quên mất nước sốt. Nào, thêm nó đi. Cảm ơn đã nhắc nhở. Mọi thứ đã bắt đầu rất tốt mà. Tại sao lại phải làm hỏng mọi thứ? Đây để tớ giúp Suzy, không cần phải cảm ơn đâu. Tớ không có ý đâu. Mẹ ơi, nóng quá. Cứu. Wow, đẹp làm sao. Một màn trình diễn pháo hoa thực sự. Cần phải đeo kính vào. Lửa quá chói mắt. Tại sao bạn ngồi và không làm cái gì? Nhìn kìa Suzy. Wow, tớ thấy rồi. Nhưng bây giờ bạn có một cái nhìn rất tuyệt. Ôi, cái gì vậy? Trời ơi,
thật là kinh tởm. Nhưng con chim ngu ngốc. Thôi, đó là may mắn đấy. Không có gì vui cả. Wow, kẹo cao su đen. Tớ chưa bao giờ thấy điều này. Tớ sẽ mở xẻ sớm thôi. Mong là tớ may mắn. Ôi đúng vậy, vua chủ đã nghe tớ. Ôi, chỉ có một tay thôi sao? Tại sao cuộc sống lại không công bằng với tớ vậy? Tớ không muốn ăn không có tay. Thôi, bằng cách này hay khác, mỗi chúng ta sẽ nhận được kẹo cao su. Nhưng mà tớ sẽ ăn thuận tiện hơn nhiều. Wow, nhìn nó đẹp làm sao. Hương vị quá là tuyệt vời. Đến lúc thử món ngon rồi. Ôi, tớ rất thích. Nhưng mà còn một tí nữa. Tớ muốn mọi thứ cùng một lúc. Trời ạ, cậu hành động như chưa bao giờ được nhai kẹo cao su vậy. Cậu chỉ không biết tận hưởng cậu sống thôi. Hãy nhìn, tớ sẽ thử bong bóng này. Ôi, thú vị thật đấy. Còn tớ sẽ phá vỡ nó. Tại sao lại có những trò đúng ngốc vậy? Tớ không muốn nói chuyện với cậu. Chúng ta sẽ phải dạy Lucy một bài học về hành vi xấu thôi. Thôi, đừng buồn nữa. Tớ sẽ không đùa. Trời ạ, đừng. Trời ạ, đây là kẹo cao su của cậu mà. Thật là kinh tởm. Tớ chỉ quyết định chơi trò đùa nhỏ với cậu thôi. Cậu làm tớ mất hết cảm giác thèm ăn rồi. Làm thế nào để mở kẹo cao su của tớ ra bây giờ? Bây giờ chỉ sử dụng được một tay. Cứu, tớ đang mắc kẹt. Ôi. Ôi, thật là bất tiện. Cảm ơn cậu Teddy. Tớ sẽ nhờ nó đấy. Chúng tớ hoàn toàn quên mất về Suzy. Đến lượt cậu ấy thử rồi. Tớ e rằng nó sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Kẹo cao su của tớ tuột ra khỏi tay tớ. Làm thế nào để mở nó ra bây giờ? Cố gắng lên, cậu sẽ thành công thôi. Ôi không, tớ đánh rơi nó vào thùng rác rồi. Tớ phải làm gì bây giờ? Sẽ phải nín thở và cố gắng lấy nó ra. Cẩn thận Suzy. Tất cả rác đang bay ngay vào chúng tớ. Giúp tớ với, tớ không nhìn thấy gì cả. Ồ, cậu ấy có một cái thùng rác trên đầu. Suzy, đi theo âm thanh, chúng tớ ở đây. Làm tốt lắm, bây giờ ngồi xuống. Tớ lấy được kẹo cao su rồi. Và một đống rác cùng với nó. Thì sao, nó rất đáng giá. Quá là ngon. Nhìn kìa, đó là Fanta. Wow, một chai lớn, tuyệt quá. Đừng quên cắt thẻ. Hãy xem chúng ta có gì nhé. Cuối cùng cũng được hai tay. Tớ đã chờ điều này bao nhiêu lâu rồi. Tớ thì có một. Trời ạ, đây là truyền thống mất rồi. Hóa ra tớ phải uống Fanta không tay sao? Tin xấu đấy. Tớ không nghĩ rằng nó sẽ rất thật tiện đâu. Giờ tay đi Tết, đó là quy tắc. Được rồi, dù sao tranh luận với các bạn cũng vô ích thôi. Cậu đúng, đến lúc thử món ngon này rồi. Hóa ra mở nắp bằng hai tay rất là tiện. Cầm chai còn tiện hơn. Ôi, hương vị phong phú làm sao. Tớ rất là vui. Tớ không muốn dừng lại. Tớ sẵn sàng uống mọi thứ rồi. Đấy, tớ đã uống đến giọt cuối cùng. Ôi, hình như cái lọ bị dính vào môi tớ. Ôi, buồn cười quá. Đừng có cười Tết. Suzy để tớ giúp đỡ cho. Cảm ơn Suzy, cậu là người bạn thực sự. Ôi, đau môi quá. Tớ không thể chạm được vào chúng. Ôi, buồn cười mà. Đừng có cười. Thôi được rồi, bây giờ đấy là tớ uống. Mong là tớ sẽ làm được. Nếu mà đập như này thì sao? Không, không dễ dàng một chút nào. Ôi, hình như tớ lắc mạnh quá rồi. Ôi không, bây giờ sẽ có một vụ nổ. Mẹ ơi, cậu đã làm gì vậy Lucy? Xin lỗi, tớ chỉ muốn mở chai ra thôi mà. Đấy, soda đổ hết ra rồi. Tớ không còn gì nữa. Thật là không công bằng. Tất cả tại cậu, chúng tớ bị ướt rồi. Trời ạ, không có gì có thể thay đổi được. Điều tốt là chai của tớ vẫn còn đầy. Chỉ phải tìm ra cách để mở nó thôi. Tớ sẽ cố gắng dùng răng. Chúng trở nên chắc khỏe hơn rồi. Yeah, tuyệt quá, hoạt động rồi. Bây giờ có thể uống. Wow, cậu làm như nào vậy? Thật là đáng kinh ngạc. Tớ có thể làm bất cứ điều gì với đồ ăn và đồ ngọt. Thành thật mà nói, trông thật là kinh tởm. Ồ, tớ động mì cậu đấy, Suzy. Các bạn chỉ ghen tị với tôi thôi. Nhìn này, tớ đã uống gần xong rồi. Đấy, nó khá là dễ dàng. Tớ rất may mắn được KitKat. Tớ còn may mắn hơn nhiều. Tớ còn vài cái KitKat đây này. Cả hai bạn không may mắn chút nào.
tớ mới có nhiều đồ ngọt nhất. Một tháp KitKat này. Wow, cậu ấy thật là may mắn. Nhưng thanh sô-cô-la của tớ ngay cả khi chỉ có một cũng sẽ rất ngon. Tớ đảm bảo với các cậu. Ê, này cẩn thận. Hãy nhìn cậu ném mảnh giấy đi đâu đấy. Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn ăn thôi. Cậu không thể ăn uống bình thường được sao? Tại sao tất cả mảnh vụn lại bay vào tớ? Thôi, đừng có cầu nhào nữa. Nhưng không có nghĩa là cậu được làm bẩn bạn của mình. Trên thực tế, sô-cô-la rửa không sạch. Thôi được rồi, hãy quên đi. Thôi được rồi, thì bây giờ đến là tớ ăn mà. Đầu tiên, tớ sẽ loại bỏ giấy cấy kẹo. Wow. Bây giờ tớ sẽ ăn như mọi người có văn hóa. Tớ thậm chí còn có cái dĩa và một con dao. Tuy nhiên, con dao không cắt được chút nào. Tớ không cần thêm một cái gì cả. Tớ có thể xử lý một cái sô-cô-la khá ngon. Bây giờ các cậu sẽ thấy KitKat biến mất nhanh như thế nào. Tuy nhiên, sô-cô-la vẫn rất là ngon. Chúng rất ngọt và có một lớp bánh quế bên trong. Tớ không thể dừng lại được. Ôi, trông thật là đáng sợ đấy. Tớ dùng mình, nhưng tớ có nhiều sô-cô-la hơn. Thôi được rồi, bây giờ đến là tớ. Tớ nghĩ tớ có một kế hoạch. Tớ sẽ chạy lên bậc thang. Cái này sẽ giúp tớ ăn sô-cô-la từ đây tiện hơn rất nhiều. Nhìn này, tớ có thể ăn từng cái một và có thể ném giấy gói đi. Và thêm một cái nữa. Ném giấy đi. Và ngay vào trung tố luôn đấy. KitKat rất ngon. Tớ muốn ăn tất cả cùng một lúc. Tớ đã mệt mỏi về điều này rồi. Ôi, ngon thật đấy. Tớ không hiểu tháp của tớ đâu. Ê, các bạn làm mày sao? Ê, đồ ăn trộm, không thấy xấu hổ sao? Chúng tớ rất xấu hổ nhưng rất ngon. Hay quá, đây là Bim Bim. Nhưng có gì đó không ổn. Ừ thật. Lạ nhở. Thôi được rồi, tớ sẽ bắt đầu. Tớ sẽ mở lọ đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ tìm ra cách. Kỳ lạ thật. Nhưng tại sao không có gì? Bim Bim đâu rồi? Một cái. Có vẻ là hiểu rồi. Bây giờ hiểu rồi đấy. Không, tớ chỉ có một cái Bim Bim, nhưng chắc chắn nó sẽ ngon nhất. Ngon thật đấy. Có lẽ là Bim Bim tốt nhất trong cuộc đời tớ. Thật tiếc chỉ có một cái. Tại sao lại tiếc? Vậy đến là tớ. Tin tớ đi, tớ có rất nhiều Bim Bim hơn Suzy. Thôi đi. Bim Bim của tớ đâu? Tại sao lại đầy lỗ thế này? Tớ hiểu rồi. Chúng đây, những người đẹp của tớ ở trên bàn. Tớ sẽ ăn thịt các cậu ngay bây giờ. Không sao. Bây giờ tốt hơn rồi. Ôi, tốt hơn thế sao? Toàn bộ khuôn mặt bây giờ đầy mảnh vụn kìa. Thôi đừng khóc. Tớ hiểu rồi. Này, tớ không cho đâu, đây là của tớ. Tớ sẽ tự ăn. Xem ở đây có tháp Bim Bim khổng lồ này. Nó chạm đến tận chân nha. Tuyệt thật. Wow. Bây giờ còn lại là phải ăn thôi. Wow, tốc độ. Các bạn thì nghĩ sao? Tớ sẽ không để ai ăn cắp Bim Bim của mình đâu. Phải ăn hết chúng càng sớm càng tốt. Tớ cũng đói. Chính xác, tớ nghĩ tớ tìm ra cách để trả thù người tham lam này rồi. Tớ nghĩ cậu ấy sẽ hạnh phúc với coca lung lay này. Này, uống đi. Cậu khát không? Tất nhiên rồi, rất là muốn. Có vẻ như trò chơi khăm đã thành công rồi. Ôi, cái này hay quá. Tớ thì không vui chút nào. Ôi, thật là chán. Tớ hy vọng chúng ta sẽ là bạn bè mà. Ôi không, không phải ớt cay. Cậu ít nhất có một cái. Tớ có cả một đống này. Của cậu một đống, của tớ cả một núi này. Ai đó không may mắn rồi. Ai sẽ phải ăn một đống khổng lồ này. Được rồi, tớ đoán tớ sẽ ăn trước. Ít nhất tớ có ít. Không công bằng, nhưng tớ có thể xử lý được nó. Không tệ như tớ nghĩ. Tớ đang chịu đựng được.
Tớ hoàn thành rồi, có vẻ không có gì. Ôi không, có vẻ như bắt đầu rồi. Cứu! Nước ngay lập tức. Ôi, cảm ơn Monica. Tớ thực sự thấy tốt hơn. Ôi, cay thật đấy. Judy, bây giờ đến lời cậu ăn ớt. Tớ đã hy vọng có nhiều thời gian hơn. Không hạnh phúc lắm, nhưng tớ sẽ mạnh mẽ. Vì vậy tớ sẽ xử lý quả ớt này trong vài thời gian ngắn. Sao lại nhanh vậy? Ôi, điên rồi sao? Tớ sẽ tránh ngay bây giờ. Nhìn kìa, đan hết cả đĩa rồi. Các bạn gái, tớ nghĩ tớ thấy hơi tệ. Kiêu! Ôi, cần sự giúp đỡ. Tớ nghĩ một bình chữa cháy hoàn hảo cho việc này. Tiếp tục đi, nó đang giúp. Ôi, có bao nhiêu là bọt. Ôi, cảm ơn nhá. Ôi, mình đã cứu được Judy rồi. Ôi, tớ cứu nhờ Monica. Nhưng sẽ phải ăn ớt ngay bây giờ. Đó là cách cậu cảm ơn tớ sao? Thôi được rồi, bắt đầu nào. Tớ nên ăn, tớ phải ăn. Tớ không nghĩ Monica lại phát điên sớm như vậy. Tớ phải ăn. Ồ, Monica, cậu tuyệt đấy. Cậu ăn quá nhiều, tớ nghĩ năng lượng này có thể bay được lên vũ trụ đấy. Tớ cũng nghĩ vậy. Tớ cảm thấy sắp bắt đầu rồi. Nhìn kia, thực sự bay lên vũ trụ. Wow, hãy để tớ xem. Chuẩn bị bay đến mặt trăng rồi kìa. Cứu! Eo hơi chanh. Tớ ghét mọi thứ chua. Tớ cũng vậy. Nhưng một lần nữa tớ là người xui xẻo nhất. Ừ, cậu có một cái tháp thật là cao. Quả chanh của tớ có vẻ như không đáng sợ nữa. Cần phải cố gắng ăn nó càng nhanh càng tốt. Ai, cậu làm bay vào mắt tớ rồi, đau quá. Mắt, vậy không ai nhìn thớ, tạm biệt chanh. Trời ơi, đau quá. Cảm ơn Judy đã giúp. Nhân tiện Judy, vì Suzy đã ăn xong, bây giờ đến lượt cậu ở đây. Ừ nhờ, bây giờ đến lượt tớ. Tớ cần giúp đỡ. Đừng. Này, tại sao các cậu hoảng sợ? Tớ cần một con dao để cắt chanh ra từng miếng thôi. Cái này sẽ giúp tớ dễ dàng ăn hơn và nhanh hơn nhiều. Được rồi, chúng tớ sợ hãi quá. Thực tế chỉ có vấn đề ở đây, với quả chanh này. Ôi, nó chua thật đấy. Ôi. Ôi, tớ không thể chịu được nữa. Chua quá. Ừ, chúng tớ hiểu cậu. Ừ, chắc chắn chúng tớ hiểu. Đây, cậu lấy giấy ăn đi. Cần đấy. Ừ, cảm ơn nhá. Nó thực sự trợ giúp cho tớ. Nhân tiện Monica, sao cậu vẫn ngồi? Cậu còn nguyên một chùm chanh kìa. Tớ hy vọng mọi người sẽ quên tớ. Sự trợ giúp của máy ép sẽ cứu tớ. Cậu cần máy ép trái cây làm gì? Tớ chỉ hy vọng nước chanh sẽ ít chua hơn chanh thường. Về lý thuyết, tớ sẽ pha được nước chanh. Ôi hay thật đấy. Hãy thử nào. Nào. Ôi, đây thật sự tuyệt vời. Còn ai muốn uống nước chanh không? Mua đi, không tốn kém đâu. Chúng ta muốn limonade. Đưa cốc đây, tin tớ đi, cậu sẽ thích lại nước chanh này thôi.
là kinh tởm. Cậu đã bán gì trông tớ vậy? Đồ lừa đảo. Đây của cậu này. Bạn đã làm gì vậy? Trời ơi. Tại cậu lừa bọn tớ đấy. Như này dành cho cậu. Trời ơi, tớ có một cái gói gần như trống rỗng. Tớ thì để một gói. Tớ rất yêu khoai tây chiên. Wow. Ừ, tuyệt thật đấy. Hay ăn nhiều so với một lát. Tớ hy vọng ít nhất là nó sẽ ngon. Ừ, ngon thật đấy. Nhưng điều này không đủ. Tớ muốn nhiều nữa. Thật tốt khi Monica có. Không, đây là khoai tây của tớ. Tớ sẽ không cho ai hết. Ôi, thật là một kẻ tham lam. Nhưng tớ cũng muốn nhiều nữa. Suzy, chia sẻ ít khoai tây đi. Chúng tớ sẽ rất vui. Cái gì? Không. Cậu đã đúng. Khoai tây chiên quá là tuyệt vời. Ồ, còn cậu thì tham lam. Tớ nghĩ tớ có một ý tưởng làm thế nào để trả thù rồi. Cậu sẽ nghĩ đó là nước sốt cà chua. Đây Suzy của cậu này. Ồ, sốt cà chua được đấy. Cảm ơn. Bây giờ sẽ rất ngon đây. Ôi, ôi, cái gì thế này? Ôi, trò chơi khăn của chúng ta hoạt động rồi. Ôi, cậu ấy đứt hết khoai tây cho mình kìa. Đúng. Đấy, bây giờ không còn gì để ăn nữa. Các bạn không thấy xấu hổ sao? Đừng buồn, vui mà. Chúng mình cần đồ ăn. Ôi không, ớt cay. Chắc chắn bây giờ sẽ rất nóng. Đặc biệt là cho tớ. Tớ sẽ bắt đầu trước. Một quả ớt và nhiều mì. Mong rằng nó sẽ tốt. Ôi, ôi, cay quá. Ôi, ok, cũng không tồi lắm như tớ nghĩ. Bây giờ tớ sẽ ăn ớt mì. Nếu Mary làm được thì tớ cũng thế. Cậu thật lộn xộn Andy. Đây là tại ớt. Nó cay quá mà. Tớ không biết bị làm sao. Bắt đầu thôi. Ôi, ôi, nóng quá. Tôi là tớ giữ bình chữa cháy gần đây. Được rồi, ngọn lửa đã được tắt. Cảm ơn Andy. Giống như một bữa tiệc bọt vậy. Một lần nữa không có đồ ăn. Để tớ sửa cho. Mary, tại sao cô cho tớ ít bánh thế? Tại vì tớ muốn cho mình nhiều hơn. Không công bằng. Gần như không có cái gì cả. Vài miếng cắn và xong. Tức là cậu xong trước. Jess ăn đi. Cậu làm gì vậy? Tớ sẽ bắt đầu với cái này trước. Ôi, ngón tay của tớ. Cậu không cần phải vội thế đâu. Thôi, đến lượt tớ rồi. Ồ, tớ luôn muốn thử tung hứng. Đây có vẻ như là thời điểm tốt nhất. Cẩn thận, cậu không làm được, hãy dừng lại đi. Bây giờ hãy xem cậu làm những gì này. Ôi, xin lỗi. Trong quả bóng này có gì vậy? Wow, kẹo mút. Hay quá.
ngon thế. Ôi, răng của tớ. Tớ cũng muốn kẹo mút. Cho tớ một tí. Wow, ăn tất cả cùng một lúc. Tuyệt vời. Đây là cách thuận tiện nhất để ăn tất cả chúng cùng một lúc. Một cầu vồng hương vị. Bây giờ tớ. Wow, cậu được nhiều nhất. Cả một bát, ước mơ thành hiện thực. Tớ có thể tắm trong chúng. Hay quá. Tớ ước là được đồ ngon. Được đấy, sô-cô-la. Cậu may mắn đấy. Không thể dừng lại được, ngon quá. Tuyệt vời, tớ có rất nhiều sô-cô-la. Và bây giờ tớ đã biết phải làm gì với nó rồi. Sẽ cho tất cả những thứ này vào lò phi sóng một vài giây. Tớ nghĩ đủ rồi. Một bát sô-cô-la nóng. Còn thêm ống mút nữa thôi. Thức uống thần thánh. Và ăn cùng với sô-cô-la còn ngon hơn. Được đấy. No quá. Nhìn đi, tớ chưa bao giờ hạnh phúc như thế này. Trời ơi, nhiều thế. Đây là kho báu thực sự. Tớ sẽ làm một tòa tháp khổng lồ từ chúng. Hay quá. Tớ cũng nghĩ thế. Bây giờ đến lượt ăn tất cả rồi. Cậu muốn giúp không? Mary, cậu làm hỏng hết rồi. Nhưng không sao, nó vẫn ngon mà. Không biết cái gì sẽ xảy ra nếu tớ ấn nút này. Coca, hay quá. Rất tiếc tớ không mở được. Thật không? Lẽ làm hỏng rồi. Vậy thì đã đến lúc thời gian cho các công cụ điện rồi. Ơ, tại sao vẫn không có gì? Ôi dồi ôi. Bây giờ tớ ướt từ đầu đến chân rồi. Tớ sẽ là người tiếp theo ấn lon Coca. Nhiều quá. Tớ cần ống mút đặc biệt trong vòng này. Thông minh quá Jess. Tớ biết rồi. Tớ có thể uống cùng một lúc 10 lon. Xong. Bây giờ tớ. Wow, một tường từ Coca. Tớ chưa bao giờ thấy cái gì như thế này. Tớ sẽ uống hết cái này ngay bây giờ. Và nhát nữa. Là bắt đầu nào. Andy, tớ có một ít bất ngờ cho cậu. Cả một gói Mentos. Điều này sẽ rất hay. Ôi, cái gì thế này? Xin lỗi, tớ không nghĩ là nó sẽ nổ như thế. Vâng, pizza. Cuối cùng chúng mình có thể ăn no. Nhưng đầu tiên phải cho một ít phô mai vào. Nhìn rất hấp dẫn. Thử nào. Ngon quá. Tớ cũng muốn cho thêm một ít phô mai vào. Chắc chắn pizza sẽ ngon hơn rất nhiều. Tớ đang chảy nước miếng. Nó thực sự rất ngon. Ôi, một khối phô mai lớn. Đúng là thứ tớ cần.
Bây giờ bắt đầu làm việc nào. Ôi, cánh tay của tớ rất mỏi. Và phần còn lại nữa. Mary, tớ nghĩ đây là cơ hội của chúng mình để ăn thêm rồi. Ăn thôi nào. Đó là một núi phô mai. Ôi, tuyệt quá. Ê, cái gì vậy? Pizza của tớ đâu? Wow, hot dog. Ôi, tớ được phần nhỏ. Mary thì có nhiều để nuôi cả làng. Thôi không sao, tớ không may mắn một chút. Nhưng không sao, tớ sẽ ăn cái gì có. Ngon quá. Cần phải được thuyết phục về điều này bằng kinh nghiệm của riêng mình. Andy, cẩn thận đi. Đây không phải là tại tớ, mà là xúc xích trơn. Tớ chắc chắn sẽ không muốn gặp vấn đề này. Vậy sẽ phải làm như nào? Biết rồi, cầm một miếng bánh mì to. Bây giờ sẽ không có chuyện gì xảy ra với điều này. Wow, miếng cuối cùng. Cậu thật là tuyệt vời. Một viên kẹo là quá ít. Sau núi kẹo dẻo của tớ, bạn có thể trốn được mà. Tớ thích khi mọi thứ ở mức độ vừa phải, không ít và không nhiều. Tốt hơn hết, ăn hết nó đi. Một viên kẹo cô đơn làm tâm trạng tớ thất vọng quá. Điều chính là nó không làm hỏng răng của tớ. Hay là mặt tớ. Tớ ổn, không sao. Tớ không chắc là như vậy đâu. Bạn không thể chọc tức tớ được đâu. Cậu đang làm gì vậy Emma? Tớ đang thử một cách ăn kẹo mới. Rất là hay. Bây giờ đến lượt cậu đây Suzy. Tớ đã được trang bị đầy đủ. Bạn trông giống như Wolverine vậy. Trời ơi, tớ sợ quá. Đừng lo Jack, tớ sẽ không đụng vào các cậu đâu. Cái này dành riêng cho kẹo dẻo. Giúp tớ nướng nó đi. Một chút kiên nhẫn. Rất tiếc, có vẻ như có sự cố nhỏ đã xảy ra. Bây giờ tớ sẽ dập lửa. Tớ nghĩ rằng điều đó không có ích đâu. Kẹo cao su mềm quá. Thật tiếc chỉ có một cái. Đây thực sự là một thử thách đối với hàm răng của tớ. Cả một núi kẹo cao su. Tớ lại được 10 cái. Tất cả những gì tớ yêu thích. Hãy bắt đầu chơi trò khủng long nào. Jack, bạn thật là trẻ con. Bạn không nên chơi với kẹo cao su đâu, mà nên ăn chúng. Bây giờ chúng ta hãy thử bong bóng nào. Đáng khen, nhưng đó chắc chắn chưa phải là kỷ lục. Cùng xem tớ có những bong bóng nào nhé. Jack, bạn đang làm tớ sợ đấy. Mọi người hãy ngồi tại chỗ. Đây là cuộc trận tấn công khủng long. Wow. Tuyệt vời. Bây giờ có thể thử được rồi. Tớ hy vọng tất cả kẹo cao su sẽ vừa vào miệng của tớ. Các bạn hãy xem và học hỏi. Bây giờ tớ sẽ cho bạn thấy bong bóng to nhất trên thế giới. Có lẽ đã đến lúc dừng lại rồi. Chúng ta cần cứu bạn ấy Suzy. Tớ có một kế hoạch. Nhai kẹo cao su nhanh đi nào. Ý tưởng tuyệt vời. Tớ sẽ làm ngay lập tức. Tất cả đã sẵn sàng. Đã đến lúc đưa rác trở về trái đất. Trúng rồi, tốt lắm. Trời ơi, người tớ dính đầy kẹo cao su. Thật là kinh tởm.
có một tin xấu. Phòng này chúng ta phải ăn cá. Bạn nói đúng đấy em à, trông thật là ghê tởm. Tớ cũng không may mắn nhất. Không thể tưởng tượng được bạn sẽ ăn hết nó như thế nào. Tớ chỉ cần một con cá đã sợ hãi lắm rồi. Nếu mà chúng ta vứt nó đi thì sao? Đây là một ý tưởng tôi. Nhưng vì nó đã thế, tớ sẽ lấy phần của bạn. Còn bạn lấy phần của tớ. Thật là kinh tởm. Tớ không muốn đổi đâu. Nhưng nếu bạn nhất quyết thì tớ sẽ cố gắng nhắm mắt, đồng thời cả mũi nữa. Thật là kinh tởm. Ôi, còn kinh tởm hơn nữa khi nhìn vào nó. Đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Có nghĩa một điều, đến lượt tớ. Ôi không, tớ không thể ăn một miếng nào nữa. Tại sao ăn, nếu bạn có thể uống? Đừng lo Suzy, bây giờ tớ sẽ pha cho bạn một ly cốc tay đặc biệt. May cho bạn, máy xay sinh tố có ngay ở đây. Thật là kinh khủng, tớ không muốn uống thứ này đâu. Phải thôi, mời bạn. Ôi, bạn không thương mình chút nào cả. Hy vọng bạn ấy sẽ sống sót sau vụ này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tớ muốn gặp mẹ. Tớ sắp điếc bây giờ. Một nồi bánh cupcake thật là tuyệt vời. Của tớ cũng có rất nhiều, không như của Suzy. Lần này mình không gặp may rồi. Nếu bạn không phiền, tớ sẽ bắt đầu. Thực ra chúng ta không đồng ý, nhưng đã thấy quá muộn mất rồi. Chắc chắn rồi, bây giờ không thể dừng lại được tớ đâu. Nhưng tại sao bạn chỉ ăn kem thôi? Bởi vì nó là phần ngon nhất. Nếu vậy, tớ sẽ bổ sung thêm. Bây giờ là vấn đề hoàn toàn khác. Tớ thích cả bánh cupcake như thế này. Tại sao mình không nghĩ ra điều này nhỉ? Wow. Chỉ là bạn không có trí tưởng tượng phong phú như vậy thôi. Các bạn ơi, đến lúc mình phải thư giãn rồi. Zack, đưa cho tớ bánh cupcake, nếu không tớ sẽ phải trả thù đấy. Quá tuyệt vời. Các bạn đã làm gì vậy? Tôi còn không kịp thử. Cô bạn có một đống kem trên mặt đấy, ăn nó đi. Cuối cùng thì được ăn thoải mái 100 chiếc bánh burger thật là tuyệt. Bingo. Tôi ghen tị với bạn, tôi chỉ có một thôi. Thật là ngon, không thể tả được. Bạn ăn ngon miệng quá. Thật tiếc khi mọi thứ kết thúc nhanh chóng. Hạnh phúc của tớ sẽ không như vậy đâu. 10 chiếc bánh burger là đủ để thưởng thức rồi. Được rồi, đã đến lúc thử. Em à, bạn nói đúng, món này rất ngon. Miếng cuối cùng. Và nhiệm vụ đã hoàn thành. Bạn ăn tất cả mọi thứ quá nhanh, tớ rất sốc. Để xem tớ có ăn nhanh được hơn bạn không nhá. Tớ thấy bạn thích nó rác. Bạn có thể cho chúng ta ăn thử được không? Không bao giờ, đừng có mơ. Bạn đang buộc chúng tớ dùng nguyên mạng một lần nữa đấy. Tại sao các bạn lại tưới nước lên tớ? Dừng lại. Dừng, đừng, tớ sẽ cho các bạn thử. Chúng tớ biết rằng Coca-Cola sẽ mang cho bạn cảm giác sảng khoái mà.
viên kẹo chua này làm tớ sợ quá. Tớ đồng ý. Rất là đáng sợ. Tớ gần như không bị sao, hoan hô. Tớ là người dũng cảm nhất, tớ đã sẵn sàng bắt đầu. Cố lên Giáp. Rất chua, nhưng tớ đã làm được rồi. Hy vọng tớ cũng sẽ làm được. Miệng tớ nổ tung bây giờ. Không thể chịu được nữa. Đừng nhổ vào tớ. Đúng là một cú đánh chính xác siêu gì. 10 điểm trên 10. Cái này là cái gì đấy? Tớ không biết nhưng mà tớ thích. Có nên bấm hay không? Tất nhiên là bấm rồi. Bạn đã làm gì vậy em á? Ôi, đừng nói gì nữa. Chính tớ cũng đã hối hận rồi. Tránh ra đi. Chân gà ấm thật là tuyệt. Tớ đồng ý, chúng tớ rất may mắn. Tớ không chắc như vậy đâu. Được rồi, ít nhất là thế này còn hơn là không có gì. Ăn cái này cũng được. Ngon, nhưng thiếu khoai tây chiên và cola. Với tớ thì như này cũng đủ. Đây là hương vị tuyệt vời. Đủ rồi, tớ không thể nào chịu được nữa. Các bạn an ninh lên. Đừng ném xương vào chúng tớ được không? Xin lỗi, tớ bị mất tập trung. Chúng tớ cũng nhận thấy điều đó. Sao mọi người nhìn tớ một cách lạ như vậy? Chúng tớ có một kế hoạch. Đừng động vào tớ. Chúng tớ phải làm điều này. Tớ xin lỗi. Đừng hét như vậy. Tốt hơn hãy thử cái chân gà này đi.